chọn cây này để có thể để trong phòng của mình. Thì tuy nhiên là cái vỏ của cái hộp của nó thì hơi bị xấu ấy, cho nên mình sẽ làm một cái hộp mới để đựng nó nha. Và thêm bên cạnh của mình bao gồm có một cái hộp cộng bằng giấy như này, cộng một cuộn len màu xanh, màu xanh, một cuộn len màu trắng, một cuộn len màu be. Thì giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nha. Ok, mình đã dính xong được cái đoạn dây đầu tiên và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang dây màu thứ hai là dây màu xanh nha. Đó là nó màu xám. Ok, xám.